Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Cụ thể, Trung ương xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bãi nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, bãi nhiệm chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Lê Duy Thành do vi phạm pháp luật, bị bắt tạm giam. Bên cạnh đó, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, tại kỳ họp diễn ra ngày 25 tháng 4, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có mặt đã biểu quyết chấp thuận cho ông Đinh Ngọc Khoa thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh do chuyển công tác. Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành và ông Phạm Hoàng Anh. Trước đó chiều ngày 8 tháng 3, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Căn cứ lời khai của các bị can, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can, trong đó bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị bắt và khởi tố về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Đến hôm 27 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ. Qua điều tra ban đầu, C03 xác định ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, hậu pháo, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn để tạo điều kiện cho tập đoàn này thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phạm Hoàng Anh là lãnh đạo thứ ba của tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt trong tháng 3 do liên quan hậu pháo. Ủy ban kiểm tra trung ương xác định ông Vương Bình Thạnh nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ông Trần Văn Truyện, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Theo cơ quan kiểm tra của Đảng, những vi phạm của các cá nhân trên gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh và khiển trách ông Trần Văn Truyện. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy và các cán bộ thường trực tỉnh ủy Thái Bình và Bạc Liêu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy và các cán bộ thường trực tỉnh ủy Thái Bình và Bạc Liêu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ và việc quản lý, sử dụng đất trong các dự án đầu tư, việc kê khai tài sản thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố, thực hiện khám xét với 6 bị can trong vụ việc liên quan công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, gọi tắt là tập đoàn Phúc Sơn. Những người này gồm Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc, Chu Quốc Hải, Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Hoàng Văn Niệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính cùng bị bắt về tội nhận hối lộ, Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng Phòng giá, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định. Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Thị Thu Hương, trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường và Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc công ty thẩm định giá Nam Hà. Trước đó, hồi cuối tháng 2, C03 cũng đã khởi tố bắt tạm giam 6 người vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị, Nguyễn Thị Hằng, phó giám đốc, Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group, Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Những bị can này bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước phạm vào khoản 3, điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Đến ngày mùng 7 tháng 3, C03 tiếp tục khởi tố bắt tạm giam 9 bị can, gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố cùng về tội nhận hối lộ. C03 cũng khởi tố bắt tạm giam ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, cựu phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cựu trưởng phòng Kỹ thuật và Chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Lê Quốc Đạt, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cựu trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Cương, phó tổng giám đốc tập đoàn Phúc Sơn cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Đặng Trung Hoành bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Vào ngày 27 tháng 3, C03 khởi tố bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ. Liên quan vụ án tập đoàn Phúc Sơn, đến nay đã có 23 bị can bị khởi tố, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao tại các địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng cũng thu hồi được 55 tỷ đồng và 1,6 triệu đô la Mỹ do các bị can nộp lại. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Đào Văn Ngọc, phó chủ tịch thành phố Long Xuyên. Cùng ngày, công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Ngọc. Bị can Ngọc bị khởi tố bắt tạm giam vì có liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố. Liên quan vụ án này, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Bảo Sinh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. Trong quá trình điều tra vụ án, ông Võ Văn Trung, giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên đã chết làm giả hồ sơ để được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các lô nền tái định cư, công an tỉnh An Giang đã triệu tập 15 người trong đó có hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố là bị can Ngọc và Sinh, 10 người thuộc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Long Xuyên. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt tạm giam 5 người, gồm hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên và Nguyễn Thanh Phong, cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Nguyễn Thiện Thành, cán bộ phòng tài nguyên và môi trường thành phố, Huỳnh Lê Phong, nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố. Theo kết quả điều tra ban đầu từ năm 2019, ông Trung đã lợi dụng chức vụ phó giám đốc và giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên làm một sơ khống để cấp sai quy định 5 thửa đất cho 5 hộ dân. Những hộ dân này là Nguyễn Văn Cương, ngụ tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Núp, Nguyễn Tấn Tài và Trần Thị Hồng Hoa cùng ngụ tỉnh An Giang. Sau khi đã cấp giấy chứng nhận, ông Trung đã bán hai thửa đất do Cương và Tiếp đứng tên cho Lê Văn Phong, ngụ thành phố Long Xuyên với giá 7,2 tỷ đồng. Sau đó, Phong bán lại cả hai thửa đất này cho người khác với giá 11,5 tỷ đồng. Công an tỉnh An Giang xác định cả năm thửa đất nêu trên do những người có thẩm quyền trách nhiệm đã tham mưu, duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư. Từ đó, Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vào lúc 13h30 chiều nay 26 tháng 4, xe của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. An ninh tại các khu vực trên đều được thắt chặt do lực lượng cảnh sát và bảo vệ dân phố Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trên đường Nguyễn Tương, phường Phú Thủy, Phan Thiết, nhiều cảnh sát đi trên hai xe mang biển 80A của Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã vào nhà ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Cạnh đó, trên đường Tuyên Quang, các cảnh sát cũng đã vào nhà của ông Xà Dương Thắng, nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh Bình Thuận, nguyên bí thư huyện ủy Bắc Bình. Trên đường Hùng Vương, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng vào nhà ông Nguyễn Xuân Phong, cựu cục phó cục thuế Bình Thuận. Nguồn tin cho biết đây là động thái mới nhất của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Được biết, tới thời điểm hiện tại, có ít nhất 6 người là cán bộ, cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận liên quan đến vụ án này.